Hiếu là một thanh niên đẹp trai, tốt bụng, nhà giàu, nhưng Hiếu lại thiếu lòng tin và luôn thấy mình cô đơn, nhất là khi có biến cố xảy ra. Chán nản, Hiếu đi mà không biết mình đi đâu, cứ lang thang một mình theo bờ biển. Dừng lại! Quái gì thế nhỉ? Ông là ai? Ta! Ta cùng nhau! Ngươi! Nhắc người thoại đi! Nhắc người thoại đi! Nếu như bây giờ sẽ kỷ bao nhiêu rồi, căn bệnh có cái tai của riêng mình chứ. Thank you.